Chúng ta cảm tạ Chúa vì mỗi năm chúng ta được dự cái lễ phục sinh, nhưng mà trước lễ phục sinh thì có lễ thương khó. Nhưng mà chúng ta cảm tạ Chúa vì chúng ta là những người được đặc ân sống sau khi Chúa đã chịu chết, chịu chôn và được sống lại. Hiện nay chúng ta nhìn lại thập tự giá và nhìn lại ngôi mộ trống mà chúng ta có sự hy vọng. We thank the Lord that we, being a people who have the honor and blessing of living in a period in the time after the death and resurrection of Jesus, and every year we commemorate both his death on the cross as well as the fact that he was risen, and we look back in history to what God has done. Có thể nói trong suốt nhiều thế kỷ trước khi Chúa Giêsu chịu chết trên cái thập tự và sống lại, thì có người không biết sau sự chết có gì. We can say that before the death and resurrection of Jesus, in the centuries and periods leading up to that, many people did not know. Many people probably wondered, is there life after death? What comes after death? Có thật sự có sự sống lại của thân thể hay không? Is there life for the body after death? Và làm sao để có sự sống vĩnh hằng ở trong Chúa? So how is it that one can come to everlasting life? Ta cảm tạ Chúa trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15, một chương rất là dài, và Phao-lô đã giải thích cặn kẽ tầm quan trọng của sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ. And we thank the Lord that he has given us 1 Corinthians chapter 15, where Paul, in his very long chapter, explains in great detail the importance and the veracity of the resurrection and life after death. Quý vị có thể về nhà và chúng ta đọc cái phân đoạn Kinh Thánh này từ cái câu 1 đến câu 58. We encourage you to go home this afternoon and to read this chapter, 1 Corinthians chapter 15, from verse 15 all the way to verse 58, the entire chapter. Sáng nay chúng ta câu gốc của chúng ta là trong Giăng đoạn 15 qua 25, ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Our key verse for this morning is found in the Gospel of John, chapter 11, verse 25, where John writes, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. Đây là câu phán của Chúa trước khi Chúa Giêsu chịu chết, chịu chôn và được sống lại. These are the words of Jesus before he was crucified and resurrected. Sau khi Chúa chịu chết, chịu chôn và sống lại, thì tất cả những điều mà Chúa đã phán đều ứng nghiệm, và các môn đồ lúc bây giờ hiểu được những lời phán của Chúa trước khi Ngài chết. And after he was killed, buried and resurrected, all the things which Jesus had said had come to pass, and they knew, seeing that his prophecy was correct, that Jesus was the Lord. Cảm ơn Chúa, sứ đồ Phao-lô đã viết lại cho chúng ta Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 và đã nói về sự quan trọng của sự sống lại của Chúa để chúng ta được khích lệ và cảm tạ Chúa. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15, 4 câu đầu, câu 1 đến câu 4. Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy. Và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho. Bằng không, thì anh em dù có tin cũng vô ích. Và trước hết, tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. We thank the Lord that his spirit inspired Paul to write for us 1 Corinthians chapter 15, where he lays out the importance of the resurrection and the benefit we derive from that truth. We read in 1 Corinthians chapter 15, verses 1 through 4, the first four verses of the 15th chapter. Paul writes, Now I remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, and by which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the Scriptures. Thì chết sự sống lại của Chúa đem đến cho nhân loại, không phải chỉ cho người tin nhận Chúa, tất cả những điều tốt đẹp và trong sự thương yêu, trong ân điển của Ngài. Có thể nói tất cả những điều chúng ta có hiện nay, về khoa học, về văn minh,
về sự bình đẳng giữa tất cả mọi người đều là đến bởi sự chết, sự chôn và sự sống lại của Chúa. Trong Kinh Thánh nói Ngài không có phân biệt ai hết, người tôi tớ cũng như người chủ, người Do Thái cũng như người ngoại bang, đàn ông cũng như đàn bà, tất cả trong Chúa đều là con của Chúa và đều là bình đẳng với nhau hết. And we can say that the death and resurrection of Jesus Christ gave us not only eternal life, but all the blessings that come, all the good things that come from God. The good things of art and culture and science have been given as a benefit to the people of God. And we see that once God saves someone, he saves someone irrespective of who they are, whether they are master or slave, whether they are Jewish or Gentile, whether they are men or women. God saves everyone the same way. He blesses all in the same way. Nhưng sáng nay chúng ta nói một điều quan trọng, tức là Chúa chết để cho chúng ta sự sống. Chúa từ cõi chết đến sự sống, và chúng ta cũng sẽ từ sự chết về tội lỗi của mình và đến sự sống, không phải sự sống bình thường, nhưng mà sự sống sung mãn ở trong Chúa, sự sống đời đời ở trong Chúa. And so the death, we can say the death of Jesus Christ gives us life. The death and resurrection of Jesus provides for us a future resurrection, and not only a resurrection into a new life, but an abundant life, a full life, a life overflowing, as the scriptures say. Cho nên có hai điều chúng ta nói sáng hôm nay. Thứ nhất, sự kiện và bằng chứng Chúa Giêsu đã sống lại nói lên quyền năng cao cả của Đức Chúa Trời. And so we want to take note of two important things this morning. The first being that the resurrection of Jesus Christ proves the power and authority of our God. Khi chúng ta tin là chúng ta có sự sống vĩnh cửu ở trong Chúa, tức là chúng ta tin vào một đấng quyền năng có thể ban cho chúng ta sự sống đó. And so when we believe in Jesus Christ, we are believing in a powerful God, powerful enough to give us a new life. Đức Chúa Trời là đấng vô sở bất năng. Ngài là đấng tạo, có thể tạo dựng nên vũ trụ. Ngài là đấng đang cầm giữ vũ trụ. Đấng quyền năng đó sẽ cho chúng ta sự sống. He is the all-powerful creator that holds the universe in his hand and created by the words of his mouth. Đấng mà đã tạo dựng nên sự sống đó là đấng có quyền làm cho chúng ta được chết và sống lại, bị chết và sống lại. The one who created the universe is the one who has the power and authority to give death and also to give life. Nếu Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời không có quyền năng đó, tức là Ngài không phải là Đức Chúa Trời đáng để chúng ta tin và để chúng ta thờ phượng. If our God does not have authority over death, then our God is not a God that is worthy for us to worship. Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng nên con người, ban cho chúng ta sự sống, thì chính đáng đó mới đấng đó mới có thể phục sinh và cho chúng ta sự sống mặc dầu chúng ta đã chết rồi. Only the one who created man and who gave man life is the one that has the power to resurrect man and to give man a new life. Chỉ có đấng mà đã bắt đầu sự sống mới có thể đổi ngược sự chết để trở lại sự sống. Only the God who started life is the one who can reverse death and to give resurrection. Cho nên chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì tất cả đều đến từ Chúa. So we thank God because all things come from God. Những câu cuối của Corinto thứ nhất đoạn 15 từ câu 55 đến câu 57, Phaolô đã qua Thánh Linh của Ngài đã viết và cho chúng ta biết rằng: hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp, nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. In the last verses of chapter 15 of 1 Corinthians, Paul writes for us, death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Chúng ta đã kỷ niệm sự thương khó của Chúa khi Chúa Giêsu chết trên cây thập tự. Ngài đã nói mọi việc đã được trọn, tức là tội lỗi chúng ta đã được tha và Chúa đã trả giá rất là đắt cho chúng ta để chúng ta nhận lấy sự cứu rỗi một cách nhân không đến từ Chúa.
And so we thank God that when Jesus on the cross, he said the words, "It is finished." He has completed everything. That is, the debt of our sin has been paid. All everything that is needed for our salvation was completed in full, and that God has accepted it. Sự cứu rỗi đã đến từ lúc Chúa là con sinh tế vô tội đã chịu chết cho chúng ta, và ngài sau khi chết chỉ giây phút sau, Chúa quyền năng có thể đưa Chúa Giêsu về trời thẳng, nhưng không, ngài đã vào trong ngôi mộ để được chôn, và ngoài ngày thứ ba ngài sống lại. And so the payment for our sin, the required punishment for our sin was completed on the cross as Jesus died. And speaking of that, after Jesus died, he could have gone to heaven, he could have ascended right there and then, but no, rather than doing that, after 3 days God resurrected Jesus. Cho chúng ta biết khi ngài sống lại, Đức Chúa Trời quyền năng của ngài cho Đức Chúa Giêsu sống lại, cho chúng ta biết Đức Chúa Trời đã chấp nhận sự chết của Chúa có Thế Giêsu. Why is that? Why is it that Jesus did not ascend directly into heaven after completing his work? It is because God wanted to show us that he had accepted the sacrifice of Jesus Christ, and to prove to the world through the physical resurrection that he has the power, and that we too will have life just like Jesus was resurrected as well. Trong thứ sáu chúng ta đã nói tội lỗi, cũng Kinh Thánh cũng nói là cái món nợ. Mà khi Chúa Giêsu nói mọi việc đã được trọn, Chúa dùng cái danh từ của những người buôn bán là giống như đóng con dấu, đã mọi điều đã được trả. Last Friday night we spoke about how sin is like a debt, a transgression is something that we the paying back of a transgression is something we owe to someone. And so when Jesus says it is finished, the phraseology there is of economic, is of accounting, where when a debt has been fully paid off, it is finished, it is completed, it is fully paid off in full. Dĩ nhiên tất cả đã được trả rồi, nhưng mà khi Chúa Giêsu sống lại, Đức Chúa Trời xác nhận một lần nữa là mọi việc đã được trả xong. And indeed, on the cross, everything was paid, but through the resurrection, we can see that God has acknowledged, God has accepted, and God has shown and proven to us that all things have been paid. Cho nên chúng ta cảm tạ anh Chúa vì qua sự chết và sự sống lại của Chúa, Chúa cho chúng ta sự tha thứ tội lỗi, nhưng mà Ngài cũng cho chúng ta thấy được những điều mà Kinh Thánh nói là những điều Chúa đã phán trước, tức là Ngài là con Đức Chúa Trời quyền năng khi Ngài sống lại, Ngài là đấng mà do đến từ Đức Chúa Trời. And so we thank God that through the death, burial, and resurrection of Jesus, not only are our sins fully forgiven, but that through his resurrection we see that all the things that God has said, all the things that he prophesied before has come to fruition. Indeed, that he is the God who is all-powerful, who does all that he says he will do. And because of that, we can have trust and faith in him. Điều thứ hai mà chúng ta thấy trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 15, là Chúa Giê-xu sống lại để cho chúng ta biết rằng có sự sống về phần thể xác sau khi chết, sự sống lại. And so the second point that we want to hold fast to this morning is that the resurrection of Jesus Christ is a resurrection that we ourselves will also receive. That is, it is a guarantee, it is a promise that God will also provide this new life to us. Sự sống lại của Chúa Giêsu đảm bảo cho chúng ta sự sống lại của con người, và đây chính là một trong những giáo lý chính trong đức tin của chúng ta với Chúa, vào Chúa. The resurrection of Jesus Christ is a guarantee of our resurrection, and this is an extremely important essential doctrine of the Christian faith. Không giống như tất cả những tôn giáo của thế gian, chỉ có Chúa là đấng đã tạo dựng nên chúng ta, Chúa là đấng vô tội, và chỉ có Chúa là đấng đã vượt qua sự chết mới có thể hứa và cho chúng ta sự sống vĩnh hằng ở trong Chúa. And this is unique among all the faiths of the world, that is only the Christian faith that says that God himself came and died and was resurrected, and it is a physical evidential proof that God has power over death, and that power over death is something he gives to us as well through faith. Là người tin Chúa, chúng ta có hy vọng ở trong Chúa vì chúng ta đã biết được Chúa Giêsu là đấng, là Đức Chúa Trời
là đấng vô tội đã đến nơi trần gian, đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta và đã sống lại. And that is where the cornerstone of our hope is. Our hope is in Jesus Christ, the perfect, sinless God-man who came, lived a perfect life, died, was buried, and was resurrected again. All this is what God has done, and we have a hope and a faith in that. Sự chết không thể kềm giữ Chúa Giêsu, Ngài sống và ngày nay Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Death could not hold him. Death could not keep him. Jesus bursted forth out from the grave, having victory over death, and right now he sits on the right hand, at the right hand of God in heaven. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Chúa chết không phải chỉ tha thứ tội lỗi cho chúng ta, nhưng mà sau khi tha thứ tội lỗi rồi, Chúa ban cho chúng ta là con người mới ở trong Chúa. Ngài xưng chúng ta là công bình trước mặt Chúa, người thánh nhân trước mặt Chúa qua sự chết của Ngài. Và chúng ta có Chúa Thánh Linh ngự vào lòng chúng ta, ấn chứng chúng ta và tiếp tục thánh hóa đời sống của chúng ta. Cho nên sự chết của Ngài và sự sống của Chúa đem đến cho chúng ta tất cả những phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta. And so we thank God that he has told us his death not only forgives us of our sins, not only pays our debt and washes away our sin, but in addition to that, we also receive the justification of being holy, of being righteous before God, being able to stand before God sinless and righteous and holy. And through his death, he gives us not only the justification, but all the blessings, the full blessings of abundant life. Roma chương 4 câu 25, Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta. Paul writes in Romans chapter 4 verse 25, who was delivered up, he, that is Jesus, was delivered up for our trespasses and raised for our justification. Những người trong hội thánh Corinto lúc bấy giờ thì một số đông là bị sự nghi ngờ và không tin vào sự phục sinh của người chết. Cho nên Phaolô đã viết thơ Côrintô thứ nhất cho những người này, và ông đã viết những cái điều mà hậu quả rất là thảm khốc cho một người tin nhận Chúa mà không tin Chúa Giêsu đã sống lại, như chúng ta sẽ nói một vài điều sau đây. At the time of the writing of 1 Corinthians, there are many in the church at Corinth who did not believe in the resurrection, who lived in a doubt of life after death. And Paul writes about the consequences of those who profess faith in Christ but yet do not believe in the resurrection because they are missing something. And we are going to talk about those issues in just a moment. Chúng ta có thể về nhà đọc thêm ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 15, nhưng tại đây Phaolô nói như thế nào: nếu Chúa không sống lại thì sự giảng về Chúa Giêsu là luống công, đức tin vào Chúa Giêsu là vô ích. Câu 14. If Christ was not resurrected, what is the consequences of our faith? Number one, that Paul's preaching is in vain. There's no meaning to it. Secondly, what is another consequence that our faith in Jesus Christ is useless. Câu 15 thì nói như thế nào? Còn hơn nữa, tất cả những nhân chứng và những người truyền giảng sự sống của Chúa cho những người khác là những người làm chứng dối. And what else does it say in verse 15? Everyone who preached, everyone who's talked about the resurrection, talked about Christ, they all lied to you. Câu 17 còn nặng nề hơn nữa: nếu Chúa không sống lại thì không ai được cứu chuộc khỏi tội lỗi hết. And in verse 17, Paul writes, if Jesus was not resurrected, then nobody has been saved from their sin. Câu 18, nếu Chúa không sống lại, thì tất cả những tín đồ đi trước, tức là trước khi Chúa chịu chết, đều là những người bị hư mất đời đời. And if Christ was not resurrected, Paul says in verse 18, then all who have passed away before have perished. Và như thế nào? Câu 19, tất cả chúng ta, những cơ đốc nhân, tất cả những người đã tin nhận Chúa từ thế kỷ thứ nhất cho đến bây giờ, tất cả những người đã tử vì đạo, tất cả những người đã làm công việc Chúa, tất cả những người đã làm những điều mà đi theo Chúa, đặt đức tin nơi Ngài, đều là gì? Đều là những kẻ khốn nạn nhất trên đời này. And if Christ has not been resurrected, what does that mean? That has mean that throughout the centuries, since Christ, all who have worked for Christ, all who have done for God, all who have put forth their life and have sacrificed their life in service of God, if there's no resurrection, all that has been done for nothing, and they are most
to be pitied. Nhưng ông kết luận trong câu 20, nhưng cảm tạ Đức Chúa Giêsu vì Ngài thật sự đã sống lại từ trong kẻ chết và là trở thành trái đầu mùa của những kẻ chết trong Chúa hoặc là những kẻ ngủ. In contrast to that, in verse 20, because Christ has been raised, then it shows that Christ is the first fruits, the model, the precursor of what will happen for everyone. That is, he is the first fruits of those who are asleep or who have died. Cho nên, sau khi các môn đồ đầu tiên đã thấy Chúa Giêsu sống lại từ những người rất là nghi ngờ, những người đã chối bỏ Chúa, sau khi Chúa phục sinh, thì trong công vụ sứ đồ đoạn 2 câu 24 nói như thế nào? Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ người lại dưới quyền nó. Người đây là Chúa Christ Jesus. And so we see this in the story of the apostles themselves, who before the resurrection, after the death, in those 3 days, they were people who were doubting. They were people who had lost hope. They were people who did not understand, but rather after the resurrection, when they saw the physical risen Lord, they were people with hope. They were people who saw. They were people who now had a reason to live and to live for God. In Acts chapter 2, verse 24, he preaches, God raised him up, that is Jesus Christ, loosening the pangs of death because it was not possible for him to be held by it. Ta cảm tạ anh Chúa vì chúng ta đang thờ phượng một đấng sống, một đấng phục sinh, chiến thắng, huy hoàng, và cho tất cả mỗi một chúng ta cũng được sống như Chúa đã sống. Và hiện nay Chúa đang sống trong lòng chúng ta. And we thank God because we are worshiping not a dead God, but a living God. Not a God who has died, but a God who has risen. We thank God because we worship God who has victory over death and has shown us his victory over death through the risen Lord. Chúa Giêsu đã chết đi, Ngài được chôn, và ngày thứ ba, Ngài đã sống lại. Và như lời Kinh Thánh, và lời Kinh Thánh cũng nói, Chúa Giêsu sẽ trở lại. And so Jesus died according to the scriptures. Jesus was resurrected according to the scriptures. And the scriptures also say that Jesus will come back. Corinto thứ nhất đoạn 15 cũng nói về điều này. Và Thessalonica thứ nhất đoạn 4 câu 13 đến 18 cũng nói khi Chúa Giêsu trở lại thì những người sống, những người chết trong Chúa sẽ được sống lại để gặp Chúa trên không trung. Và những người tin Chúa đang sống trong thế gian cũng sẽ được cất lên để gặp Chúa khi Ngài trở lại. 1 Corinthians chapter 15 speaks about the return of Christ, and so does 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 through 18 speaks about the coming of Christ again and how people will be, those who have died will be raised up first and will meet our Lord in heaven. Và khi đó chúng ta sẽ nhận được sự sống vĩnh cửu. Chúng ta sẽ bị được thân thể được biến đổi cách hoàn toàn, và thân thể chúng ta cũng giống như thân thể của Chúa Giêsu phục sinh. And at that time we will receive a new life, a glorified body, a body just like Jesus Christ after he was resurrected. We also will be resurrected to a same glorified body in Jesus Christ, and we too will be unified, united, and we will live with him. Cho nên tại sao sự sống của Chúa Giêsu lại hệ trọng quan trọng với sự cứu rỗi. And so what is it about Jesus' work that is important to the salvation, to our salvation? Sự sống lại của Chúa Giêsu rất là quan trọng để chứng tỏ Đức Chúa Trời đã chấp nhận sự dâng mình làm của lễ chuộc tội của Chúa Giêsu cho tội lỗi của chúng ta. The resurrection of Jesus Christ proves that God the Father has received the sacrifice and payment of God the Son on our behalf. Sự sống lại của Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng quyền năng. The resurrection of Jesus Christ proves to us that God is a God of power, the God who has all the authority in the world. Là đấng đã quyền năng đã làm cho Chúa Giêsu sống lại, đấng đó cũng quyền năng đó cũng sẽ làm cho chúng ta sống lại trong ngày Chúa trở lại. And the God with all authority and all the power has shown that if he raises Jesus Christ, then he too also will raise us from the dead. Chúa Giêsu đã từ sự chết qua sự sống, chúng ta cũng sẽ từ sự chết về tội lỗi. Khi Chúa Giêsu chịu chết trên cái thập tự, chúng ta đã có sự sống về phần tâm linh để nối lại mối thông công hòa thuận với Đức Chúa Trời thánh khiết,
Và khi Chúa Giêsu trở lại thì thân thể chúng ta cũng từ sự chết sẽ qua sự sống vĩnh hằng với Chúa. And so Jesus Christ from the dead passed on to life. We too also from the dead, and because of the work and power of Jesus Christ, us being unified with him in his death, will also pass into life as well, into an everlasting glorified life which God gives to us through his son Jesus Christ. Và đó là hy vọng sống của chúng ta. And that is the hope that we have in this life. Đó là tất cả những điều chúng ta tin khi chúng ta tiếp nhận Chúa. And this is all that we believe and we trust and we have faith and we receive when we believe Jesus Christ. Tất cả đều bắt đầu bằng Chúa, có Chúa Giêsu đã tự hạ mình xuống nơi trần gian để chịu chết trên cây thập tự. Everything starts with the voluntary descension of Jesus Christ from heaven onto into earth in the form of a human to do his work. Và chỉ có sự chết của một người vô tội được sự chấp nhận của Đức Chúa Trời, cho nên sự chết tội lỗi đã được chính Chúa Giêsu đắc thắng. And only the death of a sinless man can satisfy the debt that is owed to a sinless and holy God.